Bây giờ thì các bạn sẽ có một phút để hỏi và trả lời, hoặc là có hoặc không, đúng hay sai, chứ không được hỏi cái này là cái gì, được không? Rồi. Vâng. Và chúng tôi có một gợi ý. Đây là một gương mặt gắn liền trong một chương trình truyền hình về hài. Một phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Nữ đúng không? Đúng rồi. Nữ nghệ sĩ miền Bắc đúng không? Đúng luôn. Hát hay đúng không? Không. Hai ngàn nha, hai ngàn nha. Hai ngàn. Mọi người ạ. Tóc dài đúng không? Không. Cao khoảng mét năm mấy đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi phải không? Người đi hát được đúng không? Được luôn. Được luôn. 10 giây nữa thôi, nhanh lên. Diễn vào thứ bảy đúng không? Hay diễn hề thứ bảy đúng không? Đúng rồi. Rồi biết rồi. 5 giây. Vân Dung. Yeah. Wow. Chữ Vân. Lê Dương Bảo Lâm biết chị Thảo Vân chứ đúng không? Dạ biết. Biết. Thưa quý vị, Thảo Vân thì chắc là quý vị cũng đã rất là quen thuộc. Cô là một người cũng rất là đa năng. Cô hát cũng rất là hay. Cô diễn xuất cũng rất là giỏi. Cô là người dẫn chương trình cho các cái talk show ở trên truyền hình, được nhiều người mến mộ. Và đặc biệt là trong gala cười, cũng như là gặp nhau cuối tuần ngày trước và gặp nhau cuối năm, tức là Táo Quân ấy, thì bao giờ đây cũng là một gương mặt MC duy nhất từ trước đến giờ trong các cái gala đó. Gala Cười là tên gọi chương trình hài kịch chào phúng của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam. Nhắc đến chương trình gặp nhau cuối tuần hay Gala Cười thì chắc hẳn mọi người đều nhớ đến nữ MC kỳ cựu Thảo Vân. Cô là người dẫn chương trình đầu tiên và xuyên suốt của chương trình hài kịch được yêu thích nhất từ trước đến nay của VTV3. Tuy khởi đầu là một công chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội, thế nhưng cô lại bén duyên với vai trò là một người dẫn chương trình. Sau thành công của gặp nhau cuối năm, Thảo Vân tiếp tục được đảm nhận vị trí MC chương trình Gala Cười và nhiều chương trình talk show nổi tiếng khác. Xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả. Chào anh Lại Vân Sâm. Chào tất cả các nghệ sĩ đã tham gia chương trình Ký ức vui vẻ. Xin được gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới tất cả mọi người ạ. Giọng nói một thời là tuổi thơ của tụi em. Lên đi, cho chị đỡ, cho trông tránh trên. Dạ, lên, em sẽ lên cảm ơn cần chị. Đúng rồi. Long ơi thì sao? Đây đây, em cũng lên với chị cho nó. Sao cho em lên? Chị đứng ở trên đây, em biết chị sẽ bị trông tránh và trông tránh, nên em quyết định lên đây với chị cho nó có bầy đàn tí. Chương trình của chúng tôi thì trải dài từ thập niên 60 cho đến thập niên 2000. Biết bao nhiêu ký ức, biết bao nhiêu kỷ niệm. Bạn nghĩ rằng một cái chương trình này có phù hợp để bạn tham gia dẫn chương trình này không? Một câu hỏi rất là khó, bởi vì là có một bậc tiền bối của em là anh ở đây rồi. Và đang ở cái vị trí này thì em nghĩ là mọi người thật sự đã chọn mặt gửi vàng. Ví dụ như em nghĩ rằng là mình đặt mình ở vị trí này ấy, thì có thể là phải là sau khi mà đã phải theo dõi chương trình rất nhiều, học hỏi ở anh, ở những người đi trước rất nhiều, thì em nghĩ rằng may ra mình sẽ được ngồi vào đấy. Còn bây giờ ấy, tốt nhất mình chỉ nên là khách mời một lúc thôi. Không, tôi nghĩ là một chương trình cũng nên có những cái sự thay đổi nào đó. Cô này ấy, cô làm được rất nhiều việc là bởi vì là cái ngày mà tôi làm SV96 ấy, tôi đến trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khi đó thì cô là phụ trách cái đội tuyển SV của Đại học Sư phạm, có rất nhiều ý tưởng. Và hồi đó tôi đã phát hiện ra đây là một người có năng khiếu dẫn chương trình rất là tốt. Anh ơi, anh ơi, thế em cũng có ý kiến, sao anh thích đổi gió, sao anh không ngồi chỗ anh Bạch lên đấy? Tôi anh hoàn toàn có trưởng, thể, tôi hoàn toàn có thể ngồi ở chỗ Thanh Bạch được. Anh Bạch lên đấy. Vâng. Không, tôi với Thanh Bạch thì cũng là thế, thì đàn ông là đàn ông. Tôi đang muốn nói đổi gió nó phải có âm có dương, nó thay đổi và nó khác hẳn đi, chứ lại một ông đàn ông này thay ông đàn ông kia thế thành xôi chấm xôi à? Chị ơi, em xin lỗi anh Sâm, ở đây tất cả chương trình này có rất nhiều người có ký ức và kỷ niệm ở Nga. Chị Vân cũng là một người nói tiếng Nga, hát tiếng Nga và phải nói là rất am hiểu về văn hóa Nga. Em nghĩ là hôm nay chị tìm được rất nhiều những cái sự đồng cảm đấy. Chị nên thể hiện một tí nhạc Nga. Chị Gavarit một ít đi. Bây giờ theo
kiểu chiều chiều ra đứng ấp cái nồi đấy anh Lâm, anh Sâm ạ. À. Tức là chơi khó nhau đấy anh Sâm. Không, vâng. mình không dạy gì cả. Vâng. Là bởi vì là bây giờ nói tiếng Nga mà để cho tự Long nghe thì người ta bảo là gảy đàn tai trâu. Anh rất chuẩn, bởi vì anh biết thừa em là tuổi trâu cho nên đấy là chuẩn luôn. Hình như Bốc Thanh Vân muốn nói điều gì đúng không? Em cũng chỉ muốn nói lời cảm ơn chị thôi. Chị biết không, ngay từ khi chị xuất hiện ở trên sân khấu này và chị cất giọng nói, chị biết là các bạn ở sau lưng em, các bạn nói gì không? Trời, cái giọng chị kìa. Trời, nghe chị nói kìa. Một cái phong thái rất là Thảo Vân, không lẫn đi đâu được. Và em nghĩ rằng là tất cả mọi người đều yêu mến chị, bởi vì chị luôn xuất hiện với hình ảnh như vậy. Có một điều thay đổi là từ tóc dài chuyển sang tóc ngắn, và em thích sự thay đổi này của chị, cũng coi như đây là một sự đổi gió chị hả? Tất cả những người phụ nữ tên là Vân đều đáng yêu hết. Đây là lần đầu tiên em được gặp chị Thảo Vân ở ngoài đời. Tại vì hồi xưa em ở dưới miền Tây á, gala cười rồi gặp nhau cuối tuần ba mẹ em coi, rồi em coi ké là chị Thảo Vân là một trong những người đã đi vào trong cái tuổi thơ, cái thời kỳ thanh xuân mà trẻ trâu nhất tụi em. Nên là hôm nay được chứng kiến tận mắt nhìn thấy chị ở ngoài và ở cự ly gần như thế này nữa, là trong lòng em nó dâng lên một niềm cảm xúc rất là mãnh liệt. Hãy cho em ôm chị một cái được không ạ? Xí 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 cho nói nè, nói nè. Dạ. Ở dưới quê là thôi, ở bên Úc kìa. Bây giờ mới nhớ lại ký ức là hiện về rồi. Bên Úc sao nhớ ai? Rồi Thảo Vân này là Vân. Phải trong cái chương trình sống vui sống khỏe gì phải không chị? Đúng rồi. À. Sống vui sống khỏe sống có ích. Ở bên Úc vâng. Thì em nhớ rồi, nhớ rồi. Dạ, ở bên Úc thì tụi em cũng có thường hay xem những cái chương trình của đài mình đó. Dạ. Cho nên là bây giờ ký ức đã hiện về rồi đó. Hóa ra là nghệ sĩ ưu tú Thanh Hằng là thường xuyên xem cái chương trình vui sống vui sống khỏe sống có ích. Dạ. Cái chương trình đấy là dành cho những người già. Anh Sơn ơi, anh nghĩ là em chưa có già đúng không? Nhưng tại sao lại xem cái chương trình đó? Tại vì em xem là tại vì cái giọng của chị và cái sự dẫn chương trình của chị rất là hay, rất là tuyệt vời luôn. Cho nên em là em xem theo dõi, em theo dõi nhiều lắm. Dạ. Em chỉ có một đính chính thôi là cái vui khỏe của ích bây giờ anh Sơn là đã không còn chỉ dành riêng cho đối tượng là các bác nữa, mà đã trở thành một sân khấu để cho rất nhiều lứa tuổi tham gia. Và chương trình đó bây giờ thì cũng đều mời các gương mặt nghệ sĩ cũng tham gia nữa. Cho nên là bây giờ thì những người trẻ như các anh chị ở đây đều có thể xem, có thể tham gia, có thể chơi được ạ. Và em tranh thủ PR chương trình tí. Thảo Vân á, là cái người mà do là khi xuất hiện ở đây á, Ốc Thanh Vân là ký ức là phải nói là ập về với bắt đầu từ đây đổ lại đây nhiều ghê gớm lắm luôn. Vì là trong chương trình gặp nhau cuối tuần á, biết bao nhiêu nghệ sĩ miền Nam á, là nhóm hài miền Nam và nghệ sĩ miền Nam bật lên từ chương trình đó. Mà bây giờ thì có những người đã lớn tuổi rồi, có những người á không còn đẹp như ngày xưa, mập mạp, mập lên không còn như ngày xưa nữa. Nhưng mà Thảo Vân thì vẫn y như vậy. Vẫn y như vậy, như là cái hồi mà Thảo Vân mới xuất hiện ở sân khấu Phú Nhuận á, cũng nhon y như thế này, cũng đầm thắm thế này, trong khi chị thay đổi nhiều quá. Không, Hồng Vân là biết Thảo Vân về sau, kể từ khi cô xuất hiện ở chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần cho đến bây giờ. Yeah. Tôi biết cô từ trước, cô cũng thay đổi rất nhiều, nhưng mà cô thay đổi ngược lại với lại Hồng Vân. Cô ngày càng đẹp lên. Nói là Hồng Vân ngày càng xấu đi, nhưng mà nó hơi ngược một chút. Vâng. Một lời nữa, chúng tôi muốn bạn dành cho khán giả của Ký ức. Cảm ơn anh, cảm ơn tất cả các anh chị. Cảm ơn chương trình đã cho em một cơ hội được đến đây. Bởi vì các anh chị được sống lại với ký ức của mình thì em cũng có một cơ hội được trở lại với ký ức đó. Khi mà nghe các anh chị nói, em thật sự rất cảm động. Bởi vì nó cũng là một cái khoảng thời gian rất là dài, từ năm 2000 đến giờ. Và sân khấu Phú Nhuận của chị Vân cũng là nơi mà ghi rất nhiều những cái dấu ấn kỷ niệm. Và ngày hôm nay được xuất hiện trong chương trình này, em nghĩ rằng với em lại tiếp tục thêm một lần nữa trở thành một ký ức vui vẻ cho chính bản thân em. Và em rất hạnh phúc khi được tham gia chương trình. Cảm ơn bạn rất nhiều.